Xóa án nơi pháp trường. Chim sa cá nhảy. Ở Hàng Châu, dân gian có nói: chim sa cá nhảy, đó là điềm báo của sự tai họa. Nó xuất hiện trong một vụ kỳ án xưa. Vào giữa năm Thiên Thuận, ở Hàng Châu có một người họ Trầm. Anh ta nuôi một con chim họa mi. Lông chim bóng mượt, mắt xếch màu trắng, viền đen láy, to mà sáng. Tiếng hót của chim du dương, uyển chuyển, tròn vành rõ chữ mà ngọt ngào. Thật là tiếng ngọc trong mâm son. Mọi con chim không thể nào so sánh được với nó. Mỗi khi nó há mỏ hót lên thì đàn chim khác đành ngậm mỏ lại. Nó lại có tài thi đấu, toàn thân của nó nhanh nhẹn linh hoạt, mỏ nhọn và sắc làm cho đối phương phải chịu thất bại. Đương nhiên chủ của nó rất yêu nó rồi, đã đặc biệt nhờ cậy làm cho nó một chiếc lồng thật xinh đẹp. Như cái kiểu nàng công chúa xinh đẹp thì phải ở trong một cung điện hoa mỹ mới xứng đáng. Người anh hùng cái thế thì phải ở một nơi sơn khê hùng vĩ vậy. Anh chàng họ Trầm xách lồng chim đi qua phố với lòng tự hào vì mình có được trong tay một của quý hiếm trên thế gian này. Nghe nói có một nhà buôn giàu có ở An Huy lên Hàng Châu đất cảng. Anh ta thấy con chim bèn vật này Trầm bán lại cho mình. Anh trả tôi với giá bao nhiêu? Trầm mới ướm hỏi. Chàng lái buôn đưa ra 5 nén bạc ròng rồi Trầm lắc đầu. Nhà buôn lại rút khỏi ngón tay một cái nhẫn vàng to xụ. Thì chàng họ Trầm mỉm cười xách lồng đi. Thế là con chim có giá hàng nghìn vàng được nhiều người ở Hàng Châu bàn tán đến. Mọi người đều biết chuyện. Vào một buổi sớm, những cây liễu Tây Hồ vần bầu trời mây khói, bóng núi lung linh, chàng Trầm mới xách lồng chim đi chơi lững thững. Chợt chàng ta bị những cơn đau bụng khủng khiếp hành hạ. Đau đến nỗi chàng chỉ biết hai tay ôm bụng, quên mất mình đã bỏ chiếc lồng chim ở ngay vệ đê. Lúc đó vừa hay có người quen đi tới, đó là anh thợ đóng thùng. Anh chàng họ Trầm bèn nhờ anh chàng đóng thùng báo tin mình bị đau cho gia đình biết. Thì anh đóng thùng thấy Trầm đau quá liền đi ngay tức tốc. Khi người nhà của Trầm đến bên hồ thì chỉ kịp thấy tấm thân Trầm nằm vật trên một vũng máu. Chàng đã bị giết chết, thủ cấp bị cắt và chiếc lồng chim cùng con chim họa mi cũng không cánh mà bay. Người nhà của Trầm khóc giống lên, đưa đơn kiện lên quan phủ. Quan phủ phái người đến khám nghiệm tử thi, xác minh hung thủ đã dùng dao đóng thùng để giết người. Quan mới hỏi các người nhà của Trầm: sao các người biết được Trầm ở ven hồ? Dạ có anh chữa thùng đến báo cho biết ạ. Mấy người nhà của Trầm đồng thanh trả lời: thân phận người đến báo tin ăn khớp với hung thủ, chẳng phải là dễ tìm ra hung thủ sao? Một vụ án giết người được phá án dễ dàng. Những người làm án về bẩm báo với quan huyện, ngay cả quan huyện cũng không nghi ngờ gì. Hung thủ mới bị quy cho anh chàng làm thợ đóng thùng, thì anh này lập tức bị gọi lên nhận án. Anh thợ đóng thùng chẳng biết việc gì đã xảy ra, liền bị sai dịch trói gô lại, nộp lên công đường. Trong tiếng quát mắng của quan huyện, anh ta chỉ biết kêu lên: tôi bị oan. Quan huyện mới phán: mì đã dùng dao đóng thùng để giết tên Trầm, rồi lại về báo tin cho gia đình Trầm. Mì lại còn giả đò à? Cái loại hung thủ này không chịu cực hình sẽ không chịu khai đâu. Quan dặn các tay sai sử dụng biện pháp đại hình. Anh thợ đóng thùng bị đánh đập, bị làm bỏng, rồi bị mọi hình thức trừng phạt mà không khai gì. Nhưng rồi cực hình gia tăng, anh thợ đóng thùng đành phải nhận tội. Tôi có lòng tham, muốn chiếm con chim họa mi nên đã giết Trầm. Tôi cắt đầu ông Trầm quẳng xuống Tây Hồ rồi. Thế còn con chim họa mi đâu? Tôi đã bán rồi. Bán cho ai? Bán cho người lạ qua đường. Con chim giá ngàn vàng bị bán cho người qua đường thì không thể nào tra xét được. Nhưng phải mò cái đầu lâu của Trầm bị vứt xuống Tây Hồ thì mới làm cho vụ án tỏ rõ được trắng đen. Một mặt quan huyện ra manh thợ chữa thùng lại, còn một mặt phái người đi mò những quãng hồ mà trước đây kẻ bị hại thường lui tới. Một hôm rồi hai hôm, gần như mò cả Tây Hồ mà không thấy thủ cấp của Trầm. Quan phủ không thể kết thúc được vụ án. Không tìm thấy thủ cấp, gia đình người bị hại không yên lòng. Quan phủ phải ra cáo thị, gia đình mới đăng cáo bạch treo thưởng cho ai tìm thấy được thủ cấp của Trầm. Một hôm, hai hôm chẳng có tin tức gì cả. Ngày hôm thứ 10 thì có người mang đầu lâu dựng trong bao tải đến để lĩnh thưởng. Đó là hai anh em làm nghề đánh cá, nói là đã quăng lưới và vớt được. Bởi đi qua hơn 10 ngày nên chiếc đầu lâu đã bị biến dạng, chỉ còn là dấu hiệu của nam giới mà thôi. Gia đình Trầm mới bảo:
Đúng đấy, quan huyện cũng nhận định qua loa, người đánh cá nhận thưởng rồi vui vẻ ra về. Thế là vụ án đoạt chim giết người đã được định đoạt. Anh thợ đóng thùng phải tội bị chết, bị chém đầu, rồi vụ án kết thúc. Không ngờ nửa năm sau, chính vụ án này lại được phơi bày ra. Người em của Trầm có công việc đến Tô Châu, phát hiện ra chiếc lồng chim đặc biệt mà người anh đã nhờ đóng cho con chim yêu quý của mình tại một quán trà. Chủ quán nói rằng chiếc lồng chim đó của một người họ Lý ở Hàng Châu cho ông ta. Em trai của Trầm hỏi ra địa chỉ và thân thích của người họ Lý, rồi về Hàng Châu thăm dò. Người họ Lý cũng là thợ đóng và chữa thùng. Sự việc này được báo lên quan. Quan huyện mới về nhậm chức được tin báo, phát hiện ra việc xử án sai lầm của quan huyện trước, cần phải sửa chữa lại. Ông mới cho gọi anh thợ đóng thùng họ Lý tới. Tên họ Lý có tật giật mình, nghe tin quan huyện mới gọi đã hoảng loạn quá chừng. Lên đến công đường lại bị hỏi về cái lồng chim mà Lý mang cho người họ Hàng ở Tô Châu. Hắn biết là câu chuyện bị bại lộ, đành phải khai ra sự thật. Tôi thấy con chim họa mi, liền nảy ra ý làm càn. Con chim này mang đi chỗ khác bán được 50 lạng bạc, tôi mới quẳng đầu lâu của Trầm vào một gốc cây bên đồng. Quan mới lệnh cho sai dịch cùng với tội phạm đi ra đồng, quả nhiên tìm thấy thủ cấp của Trầm. Thế là cái đầu lâu mà hai anh em người đánh cá lưới vớt được thì sao? Quan huyện liền sai gọi hai anh em người đánh cá đến. Qua thẩm vấn mới lòi ra sự thực. Hai anh em người đánh cá vì tham lam số tiền thưởng đã giết một người ở nơi khác, cắt lấy đầu rồi ngâm nước, làm cho mắt và bộ mặt không được rõ ràng, rồi đi nộp để lĩnh thưởng. Đến đây vụ án mới thật được xử lý rõ ràng. Gã thợ đóng thùng và hai anh em người đánh cá bị tội chết. Vụ án này cứ lật đi lật lại, làm cho mọi người ở Hàng Châu ai cũng biết. Họ mới bảo rằng vì một con chim mà mất đi 5 mạng người, chim sa cá nhảy mà, đó là tượng trưng cho sự điều không may theo cách nhìn của dân gian.